Ngọc Sơn xin kính chào cả nhà. Rất vui được gặp cả nhà trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, ấm áp trong tình thương của đại gia đình Xanh và Chuối. Chào con. Vậy là rồi, chuyến bay hành trình dài từ mây đã đáp xuống Cần Thơ, xứ sở của gia đình ngoại trái nước trong, và xứ sở của nhiều câu hò, câu hát của những bài dân ca mang đậm chất của miền Tây sông nước. Và đặc biệt hôm nay tại đây có rất là nhiều người đã chờ đợi con rất là lâu lắm rồi, đúng không quý vị? Ai là ba của Cần Thơ đó hả? Con à, trong một cuộc hành trình dài theo chân của con, gia đình Xanh Tập Cuối, một cuộc hành trình nhiều có những cảm xúc đông đầy, có những niềm vui, có những nụ cười, những hạt nắm tay con dù chỉ được một lần, còn cũng có những nụ cười, có tiếng khóc trong sự hạnh phúc được thấy con tội tự tin, tỏa sáng và trưởng thành đến mỗi ngày. Đó là niềm vui của cả gia đình, đúng không hả? Và trong cái niềm hoan này, cô chúc con cái lời cô cuối cùng này có rất thật hay, và chương trình của A Mây được thành công tốt đẹp trong chuyến bay cuối cùng này. Xin cảm ơn cả gia đình đã đồng hành theo con thấy cơn hố mất lên. Và chúng con quay I love you bắt bắt cả nhà. Tranh có đẹp không ạ? Đẹp. Em cảm ơn cô rất là nhiều, cô rất nhiều. Là cô đi xem. Con chào con. Đâu con ai?
của nhóm hôm nay cung hạt của cô Vương đã được tặng con 50 năm tuổi. Cảm ơn gì? Đây là hộp quà của chị Na ở Đà Nẵng gửi tặng cho Cường và Cường về cái đội tiên bằng học á. Và ở trong này có một cái gì đó rất là đặc biệt của Cường, đây là một món quà là của chị Na ở Đà Nẵng. Cô là cô Thúy Đầu, quê gốm Bát Tràng. Cô cũng tặng rất nhiều cái sản phẩm của gốm Bát Tràng cho con. Hôm nay em là số Cần Thơ, cô có một phần quà tặng con và chúc con luôn thành công trong sự nghiệp và đời sống. Cô chú có nóng không ạ? À? Nóng! Tại sao hôm nay nóng gì vậy ta? Nóng luôn Cường ơi, trời ơi, hầm á. Trời hôm nay hầm hì á Cường. Phải có cái quạt bự á Phạm ạ. Cố lên Cường ơi! Cố gắng lên Cường! Hồ Giang 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 Cường! Dạ, miền Trung ạ! Dạ ăn nhiều nha mà có cái quạt bự á, quạt phà cho nó bé. Nó làm sao mà trời nó cũng nóng. Giờ không biết con đứng ở đâu để cho cô chú gì thấy rõ ta. Ở đây bị che cái nhà. Rồi để con đi qua đi lại con người thấy rất giờ mà bài hát tiếp theo con xin gửi tặng đến tất cả các cô chú chị nhà hát MT tổng mẹ quân sĩ Xuân Hà. Không biết là cô chú chị có nghe bài tổng mẹ audio trên YouTube chưa ạ? Nhớ tặng riêng cho con nha.
Dạ, cày ngày cày đêm luôn hả? Có quên ăn quên ngủ luôn không? Con cài cài chứ đừng quên ăn quên ngủ. Là sao con? Sao mà để gì? À, cài view không để ý hả con? Ở quá. Nóng quá quý vị ơi. Cô chú chị cứ hát chung với con này nè nha. Mẹ ơi, để con công mẹ đường xa.
Thank you.
cây cỏ nó kỳ quá.
ơi, làm đâu đây? Là kể từ bây giờ đi là con đi hết là không cần đi múa vũ đoàn. Cảm ơn cô, hãy lên múa vũ đoàn cho con nè. Ôi, bó nào xấu đừng tặng chị ạ. Ngày xưa người ta nói rằng là học ăn học thói và học từ bé. Chị mama có hai cuốn sách này, chị hy vọng là chị có thời gian để đọc nó. Mỗi lần mà đứng
lâu quá thì con không biết nói cái gì luôn. Và sau đây thì con có một cái bài hát muốn mời cô chú chị đây lên tham gia với con được không ạ? Có cô chú chị nào xin vâng ạ? Sao con mời hát lên đây nữa? Bài gì mà cô đang không nhận? Lên đây mình hát mình với Gia Lui rồi. Không được, con không biết nghe lắm màu xanh rồi. Cô gửi lời chúc MV Người ơi đừng bỏ quê cho bé Cường sẽ thành công hiệu quả.